cô này có để yên cho tôi làm không? Ôi, nhưng mà em buồn lắm ạ. Này, cái cô này, em bảo làm im thôi. Cứ lên được xuống đi làm sao tôi làm được. Buồn đấy, bác sĩ tránh tránh cho em ơi. Yên nào, đã bảo bệnh cái áo lên thôi mà. Ôi, buồn quá. Làm yên một tí. Ủa, em không chịu nổi nữa rồi ạ. Đây. Em xin bác sĩ anh. Các người đang làm cái trò gì đấy hả? Anh làm cái trò gì đấy? Anh là à, chị ơi, đây là chồng em ạ. Sao nhìn tôi ý xong vào đây? Các người vén váy vợ tôi lên, làm sao mà tôi yên được? Không vén lên thì làm sao mà siêu âm được anh này? Ôi, sao thế kia? Trời ơi, kìa là do của riêng mình nữa. Ra ngoài, nhanh. Mời anh ra ngoài cho. Xin lỗi bác sĩ ạ, xin lỗi y tá. Bác sĩ cứ siêu âm tiếp đi ạ. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, em cảm ơn ạ. Vâng ạ. Làm sao đấy ạ? Làm cái gì trong đấy đấy? Ui, đi đến đâu anh cũng làm em mất mặt vì cái kiểu đấy là thế nào ạ? Tại cô ấy, cô lúc nào cũng tơn tớn lên. Hả? À? Mồm nói, mắt cũng nói. Đông đa đông đưa. Ôi này, thế bây giờ mắt nó liền với cả mồm. Mồm nói thì mắt nhắm à, như này ạ. Ít cơ mình. Có kết quả xét nghiệm rồi này, siêu âm đây. Đưa đây. Thai tốt nhá, cân nặng thai nhi tốt này, tim thai tốt này. Không cần những thông tin đấy, thì chốt lại là trai hay gái. Ai biết được? Sao không hỏi? Hỏi rồi nhưng mà bác sĩ không nói. Thì bị gặng hỏi chứ lại. Ui, anh tưởng em chưa gặng à? Em gặng đi gặng lại rồi nhưng bác sĩ bảo đấy là nguyên tắc nên không bao giờ nói được. Trời ơi, mấy cái thằng trà bác sĩ này, nguyên mới chả tắc. Có mỗi cái việc đơn giản đấy mà không nói cho người ta. Thôi được rồi, chỗ này không nói, ta đi tìm chỗ khác sẽ nói. Ôi, bây giờ lại đi tiếp á? Ừ. Đi đâu rồi? Ôi, anh tha hai mẹ con em đi khắp nơi rồi, em không đi nữa đâu. Chẳng chỗ nào người ta nói cho anh đâu vì đấy là nguyên tắc rồi. Ôi, có một cái việc còn con em mà cũng nguyên mà anh chả đắc. Thôi được rồi, ta đi về nhà đã, rồi tính. À. Thật đấy, có mỗi cái chuyện là con trai hay con gái. Thế mà cứ giấu như là mèo giấu. Giấu gì? Giấu chú Trọng ấy, cô Phương ấy. Dạ. Thế bọn em vừa đi siêu âm ra. Siêu âm à? Vâng. Thế tôi hỏi nhá, thế họ bảo con trai hay con gái? Ôi chị đừng nhắc cái việc đấy với em. Em đang điên hết cả người đây này. Hỏi trai hay gái mà bác sĩ cứ như là câm như hết. Đúng rồi. Ở trong viện bây giờ người ta cấm không nói giới tính ấy. Ồ thế à? Ừ. Cấm cái gì thì cấm chứ không được cấm cái đấy. Ơ chị đi đâu mà vác gà đi đấy? Đi biếu bác sĩ để bác sĩ... Không, biếu thầy cống. Thầy nào ạ? À? Thầy cống, thôn rãnh, xóm ngòi gần nhà mình ấy. Ơ sao tự nhiên lại biếu gà người ta? Khổ lắm, ông thầy giỏi lắm nhá. Ông thầy có thể nhìn xuyên qua bụng để biết giới tính là nam hay nữ đấy. Ôi dồi ôi. Nhà nhìn xuyên vào bụng thì ngượng chết ạ. Ngượng cái gì? Một khi biết là trai hay gái á, nhảy vào nước sôi tôi cũng làm. Đúng rồi. Mà nghe nói á, thầy còn biết hoán đổi cả giới tính cơ đấy. Ui, hoán đổi giới tính? Nghĩa là trai thành gái, gái thành trai ấy ạ? Ừ, trời ơi, thầy giỏi khoa học lắm nhá. Thế á? Ừ, đưa đến thầy, mà 3 tháng, nhớ 3 tháng là chưa biết giới tính cái gì. Đúng rồi. 2 tháng chưa ạ? Thầy bảo là 3 tháng. Nào, 2-3 quan trọng gì? Nói thì phải đúng chứ. Nghe đây này. Để bác trình bày. Đưa đến thầy. Thầy dùng phép thần thông biến hóa, cho uống thuốc. Thế là trai gái theo ý mình luôn. Ui dồi ôi, quá tuyệt mà. Này, không tin gì. Đứa em gái bên nhà chồng tôi nhá, đi siêu âm đây này, người ta bảo là con gái. Cả nhà buồn quá vì có hai đứa con gái rồi. Vâng. Đưa đến thầy, thầy biến hóa, thầy cho uống thuốc, tòi ra ngay một thằng con trai. Đấy, có sướng không? Ôi, tuyệt vời quá em ạ. Vời cái gì mà vời mình này, chưa gì đã tin ngay được. Chị này, em thấy cái vấn đề chị nói nó cứ hoang đường cứ gì. Nói chung là em nghi. Nghe hoang đường. Cúng bái đông tây y kết hợp nó mới chính xác được như thế đấy. Thế á? Con trai tôi nó không bảo tôi đến đây á. Tôi đưa con dâu tôi đến từ lâu rồi. Thôi. Chứ đến đây làm gì cho mất thời gian ra. Em cảm ơn chị. Em chắc chắn là sẽ có phần tặng quà cho chị. Bây giờ em đưa vợ em đến nhá. Cứ bình tĩnh mà tôi dặn nhá. Nếu muốn khám nhanh ý, thì phải nhớ bác là vợ chồng sinh bằng, con tên là được. À vâng. Sinh bằng được ý ạ. À vâng. Em đi nhường nhá. Này. Dạ. Tôi dặn này. Dạ. Nhớ là phải trèo tường. Trèo tường nhá. Ôi chị ơi, bụng em to như thế này chị bắt em trèo tường đến tụt phải trèo tường à? Sao hả chị? Phải trèo, như thế thì nó mới thể hiện sự thành tâm. Ôi.
Vâng. Em hiểu rồi. Đi nhanh lên. Không sao. Em sẽ trèo tường. Em yên tâm, anh sẽ đủn em lên. Đi. Vâng. Em về em lấy xe máy em đi luôn. Đi luôn nhá. Vâng. Alo. Nạp à? Ừ. Có khứa rồi đấy nhá. Có khứa rồi. Ừ. Nam Niên. Ừ. Đỡ em. Kìa, em nhảy xuống đi, nhảy xuống đi. Nhảy làm sao được? Bưng cả con nhảy xuống à? Thôi. Anh chịu. Ôi giời ơi. Khiếp mà nhà cái thầy này ghê gớm thật đấy. Có cổng chính thì không cho người ta đi, bắt người ta leo hai bức tường. Mình làm đúng quy trình đấy em ạ. Quy trình ở đây người ta quy định vậy. Thôi. Tất cả là vì tương lai con em chúng ta. Em chịu khó đi. Chịu khó nốt lần này thôi đấy. Đứng lại. Anh là... Anh ạ. Đến gặp thầy Cống hả? Dạ vâng ạ. Gặp thầy Cống ạ. Đi. Dạ vâng ạ. Từ đã. Chị này bụng mang dạ chửa. Đây, úp cái này vào. Cảm chưa? Tại sao lại phải úp ạ? Không phải thắc mắc. Nói thì cứ làm đi. Anh ơi, vợ em có phải là gà đâu ạ? Nói thì làm, cảm chưa lên. Cả anh nữa. Đây. Úp cái này lên, nhưng mà lên đầu, nhá. Sao nhiều thủ tục thế hả anh? Đã bảo là không thắc mắc mà. Bình thường là tôi bắt chui qua cái lỗ này cơ, nhá. Nhưng mà tôi bụng mang dạ chửa thế này thì tôi úp lên mà úp bụng đi, phải chưa? Thế còn đi không? Dạ vâng ạ. Lên. Khổ ghê lắm cơ. Thì chịu được đâu ấy. Cái gì? Cái mồm. Dạ. Đã bước vào cửa thánh rồi mà vẫn còn phải khả năng, hả? Thích bán bổ không? Dạ không ạ. Tôi bây giờ đứng ở đây nhé. Để tôi vào tôi bẩm thầy trước. Mà chưa chắc thầy đã đồng ý đâu nhé. Mình phải thành tâm. Vâng ạ. Ui. Sao lạ thế nhỉ? Này. Tôi biết rồi nhé. Đừng tưởng là không nhìn thấy nhé. Cầm lên. Thầy ơi. Mặt trời lên thầy ơi. Thầy ơi. Thầy Không ăn. Ui giời ơi. Mày làm thầy hốt cả hèn. Cái gì? Hứa. Mới vào. Hạ lồng. Vào đi. Dạ. Mùi về hết. Không khách cứ gì cả. Về ngay chứ. Con chào thầy ạ. Con chào thầy ạ. Thầy ơi, bọn con đi xa nhiều cây số đến đây. Vâng ạ. Mong thầy xem cho chúng con. Này, anh đứng lên. Chị kia. Dạ. Quỳ xuống đây. Quỳ xuống. Thầy ơi, vợ con đang bụng mang dạ chửa. Vào đây phải khuôn thước cẩn thận cái chửa. Con gái con lứa bụng mang dạ chửa kiểu kia. Mà đứng thế kia, quỳ xuống. Thầy ơi, để con quỳ hộ vợ con. Không được, quỳ xuống. Cái anh này đứng lên, mà đứng lên cơ mà. Tao chị quỳ xuống đi. Thôi, em. Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Bây giờ cái này nhá. Dạ. Thầy không có xem xét hết. Người ta bay cả nửa vòng trái đất về đây. Cái chả là cái gì cả. Anh chị xa thế xa nữa cũng... Về. Nhanh đi ạ, thầy đấy là vào đây là khuôn thước là phải quỳ. Nghe chưa? Còn bây giờ việc xem mà thầy không xem, thầy bảo đi về. Thầy ơi, thầy nhón tay làm phúc ạ. Thầy mà không xem, bọn con không về đâu ạ. Cái gì? Không về? Anh không về phải không? Dạ vâng. Địch lệ, cao mặt ăn vạ đấy chứ gì. Được. Thằng kia. Dạ. Suýt chó. Thần tuân chỉ. Anh ơi. Anh ơi, Minh. Nào đâu rồi, chó anh đâu? Ơi, anh chó ơi, anh ơi, thầy ơi, anh ơi, anh nói với thầy giúp bọn em cái gì không ạ? Anh nào? Cô nói hộ với thầy ạ. Ôi dồi ôi, thế này thì nói khó rồi, khó lắm, khó không giúp được đâu nhé. Nữa. Dạ. Nô tì xin bái kiến chủ nhân. Ôi trời ơi, hiệu nghiệm ngay. Cô nói hộ với thầy là bọn em quen với anh Sinh chị Bằng.
có đứa con trai thì là được ý ạ. Dạ. Nô tì biết anh chị đấy, thế mà không nói phát sớm, để một nô tì vào bẩm báo nhé. Rồi rồi rồi, đi nhanh này. Nuốt ngoài này thôi nhá, vào kia là không có nô tì nói tiếp gì đâu nhá. Thế nào, đã xong phần lương của mày chưa? Dạ, bẩm thầy xong rồi ạ, hậu hĩnh lắm ạ. Ồ, thế nhá. Dạ. Bận sau ấy, tao cấm mày đòi lương tao đã nghe chưa? Ừ, thế là phúc đức lắm rồi đấy. Dạ. Này, mày có biết mấy cái con massage trên thành phố nó cũng chỉ có tiền boa thôi đấy. Dạ vâng. Trời dạ. Ơi. Để con gọi nó vào. Nào, thì vào đi nào. Ừ. Ở thế này. Thứ đuổi về vẫn chưa về à? Dạ. Thầy ơi, thầy thương xót chúng con ạ. Dạ. Dạ bẩm thầy, anh chị đây là tâm đức lắm. Ừ. Lúc nãy là anh chị còn bo cho. Không, anh chị làm nhiều việc thiện. Dạ, anh chị còn đọc phát là bạn của vợ chồng anh chị sinh bằng một đứa con tên là Được đấy. À thế à? Ôi, thế thì không nói sớm. Đấy là đôi vợ chồng, chỉ là một những đôi vợ chồng mà thầy giúp cho thôi. Vâng. Gần đây nhất ấy, ở bên làng bên ấy, có một nhà nuôi một con bò đực, một con bò cái. Vâng. Thế ạ? Nhưng mà thầy ơi thầy, không phải là thầy làm phép về người lại làm về bò ạ? Ôi trời ơi, cái giống bò Úc, bò Mỹ, cái loại này nó đắt tiền lắm. Mà này, có hãng nào nhá, cái con bò đực nó mới phối có một lần thôi mà lăn quay ra chết luôn. Ôi dồi, thế là cả hai vợ chồng đến đây cứ lạy lục thầy, cứ nói với thầy mãi để xem có cách nào biến nó hóa thần thông cách nào không để cho nó đẻ. Thế thầy phải ra tay thầy cứu giúp đấy. Thế là thầy giúp, thế là nhà nó con bò cái nhà nó mới đẻ ra con bò đực. Mà thế không cần con bò đực kia. Mà nó không cần con bò đực kia nữa. Thế mới kỳ diệu thế ạ. Thế là nó đẻ ra con bò đực. Thế nhưng mà cũng khổ. Sao tôi cũng khổ với nó lắm. Vì gánh nghiệp cho nhà nó, cho nên tôi bị rời hành một năm rời đấy. Thế ạ. Ừ. Sau cái bận đấy là vong của con bò đực bố nhập vào thầy. Thế xong rồi là từ lúc đấy là thầy cứ đòi là sang chuồng bên nhà bên cạnh để mà tìm con bò cái mà phối giống. Thôi cái gì? Nó cái gì đã? Dạ thôi. Mày cút đi. Dạ. Nói leo. Cút. Khoan. Đứng đấy. Mày đâu đấy? Thầy vừa đuổi con còn gì nữa? Tao đuổi thì mày đi à? Mày ngồi đây. Nhưng mà thôi thôi thôi, thôi 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 thầy ơi thầy bớt giận. Vâng ạ, anh ấy cũng là người tốt thầy ạ. Ừ. Dạ. À, thầy ơi vợ con à biết rồi có bầu 6 tháng rồi đấy. Ôi, kinh con ngạc. Gái bởi cái gì bác sĩ nói là con gì đâu mà mọi ôi trời ơi bác sĩ rồi kể cả siêu âm có khi còn sai như thầy đã nói nhá, đúng 100% con gái. Ôi thầy ơi, thế chết con rồi thầy ơi. Nhà con ấy là 3 con gái rồi, bây giờ lại thêm cái dép nữa thì trời ơi anh nhỉ. Các cụ nói rồi, tam nam bất phú, tứ nương thì bất bần đó chứ. Anh về chuẩn bị đi, sắp tỷ phú rồi đấy. Này dạ. Xây nhà cho con rể nó ở thôi nhá. Thầy ơi, tỷ phú thì ai cũng mong ạ. Nhưng còn mong có con trai hơn ạ. Dạ vâng ạ, thầy ơi thầy, vợ chồng con cắn rơm cắn cỏ lạy thầy ạ. Thầy làm ơn làm phúc thầy ban phép cho con, cho con sinh được con gái thì con chết, cho con trai thì con thầy. Người ạ thầy ạ. Nào. Đến xúc vật thầy còn giúp được, đúng chứ là con người. Đúng ạ. Cái thằng nó hay không? Hay mà đó. Hay quá. Nói leo thằng hay quá. Nói leo thế mà lại hay nhờ. Thôi được rồi, vì câu nói hay của mày tao sẵn sàng giúp đấy. Đấy được rồi đấy. đưa xem nào. Đây ạ. Không, đưa xem bên này. Đây ạ. Tao không xem tay mà tao xem chân. Xem chân này. Đưa xem nào. À, xét về mặt khoa học mà nói thì cái con chân Pitago này với lại mặt khoa học của cái này nó gọi là Victor Hugo, những người khốn khổ. Với những người khốn khổ ấy thì cái đứa trẻ này việc xoay đổi giới tính nó không khó cái gì cả. Thật hả thầy? Mà thầy có thể giúp không cho? Con cảm ơn thầy ạ, thế thì nhà con có phúc quá. Được. Dạ. Cơ mà vô phúc thì có phúc cái gì? Sao lại thế ạ? Vô phúc ở đây là thầy muốn nói là như thế này này. Về mặt khoa học thì đối với thầy nó đơn giản thôi. Thế nhưng mà mình phải biết kết hợp giữa phương pháp luận Đông Phương kỳ bí, Maya bí mật, tam giác, nét Buddha, chắc ẩn thì mới thành được nhá. Mà luận ở cái phương pháp này này
thì là nghiệp của nhà anh chị là vô cùng nặng. Đấy, đấy chính là cái phần vô phúc mà thầy muốn nói với anh chị đấy, hiểu chưa? Anh nói như thế em không thể hiểu được, mình giời hiểu rồi. Ôi, gâm đến tôi nói đây thầy còn chưa chắc đã hiểu được chứ đừng cái nói. Cái gì? Mày nói cái gì thôi? Mày lại nói cái gì đấy? Mày có cút ngay đi không à? Đang khen mày như thế, vừa khen xong chưa dứt mồm ra, mày lại ném chấu ngay mồm tao rồi. Thế là như thế nào hả? Mày có cút ngay không? Ê, cút đi. Hả? Thầy bớt giận ạ. Nghiệp nhà anh chị là nặng lắm. Cái cụ tổ nhà anh chị là dính vào nghiệp mà ngạ quỷ. Ừ, ngạ quỷ. Vâng. Rồi ông mình bị quái Atula, tức là nửa người nửa thú đấy. Vâng. Còn bố anh ấy là ở cái cõi, đang ở cõi súc sinh. Vâng. Thầy, bố chồng con vẫn đang khỏe mạnh, vẫn đang sống tốt, vừa cưới vợ ba cách đây bao hôm ạ. Đấy. Chính vì lý do cưới vợ ba ấy là mới ở cõi súc sinh. Nay mai chết sẽ về cõi súc sinh. Ôi dồi ôi, nguy hiểm lắm đấy. Lấy nhiều vợ là bị ở cõi súc sinh ạ? À? Đúng thế. Được rồi. Thầy ơi, thế thì bây giờ bọn con phải làm như nào? Vâng ạ, làm còn làm thế nào nữa? Bây giờ ấy là phải nhanh chóng làm thủ tục chuyển cõi cho các vong linh nhà mình đi. Chuyển cõi cho các vong linh? Chuyển cõi cho các vong linh? Ừ. Mất nhiều tiền không? Cút ngay. Tao ghét nhất đấy, kẻ chưa gì đã nói tiền. Chưa gì đã tiền nong rồi. Trời ơi thầy, vợ con không khéo, mong thầy thông cảm. Nhưng mà thầy cũng phải nói là khoảng bao nhiêu tiền để bọn con dự toán chứ ạ? Vâng ạ. Nói như anh còn nghe còn được nhỉ? Nói như thế còn tính văn học nghệ thuật. Anh sang đây. Dạ. Sang đây ngồi. Anh sang đây ngồi đi. Dạ. Cả chị này nó sang đây ngồi. Dạ vâng ạ. Mày mang cái thông tư đọc cho vợ chồng của nó nghe. Thông tư đâu? Thầy đã đưa cho con đâu? Cái kìa, bên kia kìa. Chưa đưa. Đâu? Đấy. Đấy rồi. Đấy. Đọc cái thông tư lên cho vợ chồng nó nghe. Đây nhá. Ừ. Anh chị nghe kỹ nhá. Đây này. Cõi đầu trâu mặt ngựa free. Con này miễn phí, anh chị có sử dụng không? Không ạ. À không gì. Tiếp nhá. Cõi người 9 triệu một vong linh. Cõi tiên 15 triệu một vong linh. Cõi nhân trần trà đá. À không phải. Cõi La Hán. Chữ nghịch ngoạc quá. Về tập viết lại đi nhá. Cõi La Hán 21 triệu một vong linh. Dạ. Cõi Niết Bàn 25 triệu một vong linh. Dạ. Xong. Này, lên đến cõi Niết Bàn ấy, đây là cao nhất ở đấy. Dạ vâng ạ. Vong linh nhà mình ấy, mà lên cõi Niết Bàn rồi thì anh chị chả phải làm ăn gì cả, chả cúng bái gì cả, vẫn đẻ ra con dai. Dạ. Không cần làm ăn gì cả, cứ ngồi chơi thôi, cũng trở thành tỷ phú. Đấy. Dạ. Dạ. Thì ơi, thế nhà con có bao nhiêu chân linh hả thầy? Vâng. 15 chân linh. Ừ. 15 chân linh. Ừ. 15 chân linh, 25 triệu một người. Sao gì đấy? Ôi trời ơi, thế là tổng cộng nhà con phải mất 375 triệu ấy ạ? Ôi trời ơi, thì bán cả nhà con đi cũng không có tiền thì mà làm lễ đâu thầy ạ? Mình cộng, đây là mới đọc thông tư cho mọi người nghe thôi. Chứ đã lấy ý kiến của dân đâu, đã thông báo rộng rãi đâu mà mới lưu hành nội bộ của thôi. Mày làm thế để công an đi nó bắt à? Trời ơi, nhiều tiền quá, bọn con không lo được đâu ạ. Vâng ạ. Trời ơi, nhà anh có bao nhiêu tiền? Dạ. Bao nhiêu? Tổng động viên nhà con bao nhiêu? 5 triệu thôi ạ. 5 triệu? Vâng ạ. Nghèo thế. Thế thầy không về ạ. Ok. Ê, này. Dạ. Thôi được rồi. Thế bây giờ cốp 5 triệu ra đây. Rồi thầy làm phúc cho nhá, thầy làm lễ cho. 5 triệu cũng làm được ấy ạ? Khổ quá chứ thì. Có thật không ạ? Rồi ơi, thầy có phải là trẻ trâu đâu mà cô trước đá cô sau. Nhưng mà có chắc chắn là con là có thành con trai không ạ? Thì chắc chắn mới làm chứ, chắc chắn. Rồi cốp dạ. Thế không tin thì thôi đi về. Đây. Này, thời buổi kinh tế thị trường, người sắp chết gặp kẻ hết hơi. Đành chấp nhận. Thầy bảo ai hết hơi ạ? Không, đấy là thầy nói. Ơi giời ơi. Thầy nói tiền đại. Nói tiếng giờ hết hơi rồi đấy. Hết cả hơi, nó hơi nó tụt. Vâng ạ, thầy, cả nhà em có 5 triệu mình đưa thầy đi. Thầy được rồi. Nào, đứng lên ta làm lễ nhá, bảo đứng lên, đứng. Đây. Đây chồng thì ôm con này. Dạ. Cho nó lấy lộc vàng. Vâng. Đây còn vợ thì ôm con này. Đây. Đây ôm con. Ôm phải ôm chứ. Ôm sang bên này đi, để bên này. Vâng ạ. Nào bây giờ bắt đầu nhá. Vâng. Nào bắt đầu. 50 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
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Múa đi, múa đi, nhảy, nhảy cứ múa thì cứ múa đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô con lại chính vương chạy lại về không đắp cho về vương vần vần vương vương chưa phát rồi con lại ui giời ơi thầy ơi nào dậy đi nào thầy ơi có sao không thầy? Không sao không sao không sao không sao thầy ơi mệt ôi giời ơi thầy suốt là hàng nghìn công lực như thế làm gì mà không mệt ôi giời lẽ ra thầy phải được đền bù 375 thành công lực. Vâng. Nhưng thầy chỉ được đền bù có 5 công lực thôi. Cho nên là yếu quá. Nó mệt quá. Cho đầu rồi. Phần lễ thế là xong rồi đấy. Rồi. Bây giờ chuyển sang phần khác. Thầy? Bây giờ. Bây giờ là mình chuyển sang cái phần vật. Vật gì ạ? Mà phần vật đấy. Thầy. Thầy. Khổ quá. Thầy cứ toàn nhiễm quen đường cũ thôi. Em đã chưa? Để bắt đi vật đó. Vật ở đây là lễ vật. Lễ vật. Vật ở đây ấy, chị phải hiểu hai cái cụm từ lễ vật. Vừa rồi phần lễ xong rồi thì bây giờ đến phần vật. Vật 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 phẩm ấy. Vâng, thế bây giờ vật phẩm. Có phải đi lấy cái gì không? À có, đi lấy cái nước ở đây. Cái vâng, nước cam lồ. Nước cam lồ ở đây nhá. Rồi, đem đây. Đây. Ôi giời ơi. Đây, đây, vào, đây, vào, đây, vào. Đây, vào. Này, cái này cũng hả hết đi. Ờ, cho được rồi. Cái loại này là dùng để uống. Phải uống vào thì nó mới có hiệu quả, tác dụng tốt. Ai uống ạ? Có phải uống. Không sao, không sao. Cái nước cam lồ này ấy, phải hình dung thế này nhá. Đây nó có một chút của cái phốt pho núi lửa ấy. Nó có một chút tảng băng của băng Bắc Cực. Rồi có một chút ánh sáng của mặt trăng ban đêm. Rồi có một vài tia cực tím của mặt trời ban ngày đấy. Tóm lại cái tinh túy nhất của vũ trụ bao la tập trung tất cả vào đây. Cho nên chính vì thế uống cái này nó mới tốt. Nhưng mà sao con ngửi thấy nó có mùi nước đáy bò thầy? Thì nó là nước đáy bò đấy. Thầy ơi, sao thầy lại cho vợ con uống nước đáy bò thầy? Đây là nước đáy bò. Nhưng con bò này nó là bò tiên. Bò nuôi ở trên dãy núi Himalaya kia kìa. Mà cái này nhá, cô phải uống trong vòng 3 ngày phải uống hết. Thì nó mới cái hiệu quả mới cao, mới tốt được nhá. 3 ngày? Uống hết 20 lít nước đáy bò. Rồi thì đâu, nếu mà không uống được thì tắm nhá. Dưới lên. Thôi chịu khó em ơi, chịu khó. Vì con trai trong tương lai của chúng ta. Anh mà bắt em uống cái nước này á, em chết trước khi sinh ý. Nó gỡ mồm ấy nhở. Này thì quyết định nhanh lên, còn bao nhiêu người ta xếp hàng ngoài kia, người ta cần nước này đấy. Còn bao nhiêu người ta xếp hàng chứ có sao đâu. Uống không tùy. Thầy yên tâm, thầy yên tâm. Về nhà con sẽ bảo vợ con uống bằng được chỗ này. Mình ơi, em không uống được đâu mình ơi. Đi về đi. Uống không tùy đấy. Nào, nhanh lên nào. Đi về. Tiền, cất tiền. Con xin thầy. Tiền lấy ạ. Thôi về, cố gắng uống cho hết nhá. Vâng ạ. À. Con thấy dạo này thầy là hơi su lẻ. Việc gì cũng nhận đấy. Mày chả biết cái gì cả. Tao vừa rồi mà không bị cái chứng khoán nó vỡ nợ thế thì tao thèm mà làm đồng tiền cỏ mấy này. Lừa đấy. Giời ơi, được rồi. Còn 500 đâu? Đây. Mày chỉ được cái là làm sao mà mày qua mặt thầy vải thưa che mắt thánh. Mày chỉ được cái là trông mặt thế mà cái gì. Trời ơi, như thế không làm sao gọi là thầy được. Trời. Được rồi. Về nhà phải uống hết nước đấy nhá. Từ từ đã. Thảo luôn. Gì? Anh nghĩ là sao? Mình làm đúng quy trình phải treo tường em ạ. Anh làm sao ấy nhở? Bây giờ vì gì phải sợ lão ấy nữa? Lão ấy là lão già lừa dối, mình đi thẳng vào luôn. Đi. Không phải lão đánh mình à? Không không. Tưởng người của lão cống mà. Không có. Anh nhá, chúng ta có chuyện gì đấy các bạn ơi? Có chuyện gì đấy? Chuyện gì à? 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 Chuyện gì
lừa như nào, lừa như nào? Chúng tôi đã mất bao nhiêu tiền để cho thầy trò lão thay đổi giới tính cho thai nhi? Nhưng mà nhà cầu con gái thì là con trai, mà nhà cầu con trai ra con gái. Không có lừa đảo, đâu có gì đâu. Bao nhiêu gia đình rơi vào bi kịch. Vợ chồng tôi cũng ở ngay xã bên thôi. Mà hôm nay đến đây nhá, cũng để tìm cái lão cống này nhá, cùng mục đích để đánh nhau nhá. Vâng, chuyện là như thế này này các bác này. Cách đây mấy tháng ấy, thì lúc đấy tôi vẫn chưa to, thì hai vợ chồng tôi sang đây để nhờ lão ấy hoán chuyển cái đứa con gái trong bụng tôi thành con trai. Lão hứa rời hứa biển, hứa lên hứa xuống, lấy của vợ chồng tôi biết bao nhiêu là tiền. Thế xong rồi cuối cùng tôi vẫn đẻ ra con gái. Chưa nghe hết thì đã đánh rồi. Lại còn nhá, suýt nữa mất mạng vì uống cái nước bỏ đái của lão ta đấy. Nước cam lồ chứ. Cam lồ này. Bây giờ tôi sẽ làm quản ca nhá, chúng ta sẽ đánh hội đồng nhá. Anh tập thể à mình? 1, 2, 3, vô! Vô cái gì? Đây có vẻ là nhậu đâu. Lại nhá. 1, 2, 3, Dừng lại! Mọi người nghe tôi nói là muốn làm gì làm. Mày nói đi. Đúng là thầy tôi lừa mọi người. Thế nhưng mà mọi người thử nghĩ xem, tại sao thầy tôi lại lừa được? Tại sao? Tất cả là do mọi người hết đấy. Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là hội trưởng hội phụ nữ. Mà tôi thấy cậu kia nói cũng có lý đấy. Bọn tôi bị lừa mà. Vì các vị quá ngây thơ. Sao lại ngây thơ? Ở cái thời đại thông tin rộng rãi, y học hiện đại như thế này mà các vị lại tin vào những điều nhảm nhí của ông cống đây à? Thì như nhà tôi này chẳng hạn, muốn có một thằng con trai để nối dõi tông đường mà đi siêu âm bác sĩ có nói là giới tính gì đâu. Bác sĩ, thế nếu giả dụ bác sĩ nói con gái thì anh sẽ xử lý thế nào? Thì nếu mà anh phá thai thì là anh có tội với lương tâm. Đấy là tôi còn chưa nói đến sức khỏe của vợ anh sẽ bị hủy hoại. Anh đến tìm nhà thầy cống để làm lễ hoán đổi giới tính cũng là một hành động để tiếp tay cho hành vi lựa chọn giới tính trước khi sinh đấy. Nhưng ở đây nhà nào cũng cần con trai để nối dõi. Các bác cứ thử nghĩ xem, nếu ai cũng nghĩ như các bác, ai cũng muốn bỏ con gái để sinh con trai, thì xã hội tương lai của chúng ta sẽ như thế nào? Một xã hội mà phần lớn là đàn ông ấy, thì xã hội có tốt hay không? Hay sẽ có những cuộc chiến tranh để giành giật phụ nữ? Này chị này, có khi á, đến lúc đấy một mình em lại được lấy bốn thằng chồng cũng nền đấy chị cả. Này. Có muốn xuống cõi súc sinh không hả? Một xã hội tốt đẹp, phát triển phải là một xã hội trước hết là cân bằng giữa nữ giới và nam giới. Chúng ta đừng vì chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi mà quên đi những giá trị to lớn của tiến bộ loài người. Tôi xin kêu gọi mọi người hãy cố gắng giữ cân bằng giới tính giữa nam và nữ của thế hệ tương lai của chúng ta, cũng là trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay. Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Nói thế là đúng rồi đấy. Đúng rồi. Còn về việc của ông cống đây, tôi sẽ báo cáo với công an xã để xử lý việc của ông. Ê, thầy trò mình sai rồi. Sai rồi. Bây giờ thế này nhá. Chạy!